Vâng, xin được gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với HHDC Car địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn của dãy Hà Nội và em Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì uh, tranh thủ thời tiết Hà Nội rất là mát mẻ và cũng là vào thời tiết uh, trời thu rồi. Đấy thì Hà Nội cũng có lẽ là đẹp nhất vào cái mùa thu này. Thì ngay bây giờ đây, em sẽ mời quý vị anh chị cùng trải nghiệm và cũng như là tìm hiểu cho mình về một chiếc xe có thể nói là gần như là duy nhất trên thị trường chuyển nhượng xe siêu lướt, một chiếc xe RX350. Uh, 2021 đăng ký 2022 và mới chỉ có vừa mới lăn bánh được 10 000 km thôi. Uh, chiếc xe này có gam màu trắng và nội thất bên trong là màu nâu. Uh, ngay bây giờ đây em Hoàng sẽ mời quý vị anh chị cùng trải nghiệm và cũng như là đánh giá. Cuối cùng là em Hoàng sẽ báo giá chi tiết cho quý vị anh chị về chiếc xe RX350 Modem 2022 này nhé quý vị anh chị nhé. Rồi uh, nói chung là nói đến những cái dòng xe Lexus tại thị trường Việt Nam thì uh, em đánh giá rất cao là bởi vì cái thứ nhất là đầu tiên là tính chất uh, hiệu ứng về thương hiệu. Lexus thì luôn luôn ăn nhập vào gọi là trong tiềm thức của người tiêu dùng Việt về những cái dòng xe hạng sang, thông minh đến từ thương hiệu Nhật. Đặc biệt nó lại là uh, chung nền tảng với những cái dòng xe Toyota, một trong những uh, những gọi là hãng xe thương mại uh, gọi gần như gọi là uh, rất là tốt trên thế giới, uh, độ bền bỉ cao, uh, khả năng uh, gọi là uh, giữ giá tốt đúng không ạ? Đấy. Thì uh, những chiếc RX 350 thời điểm này cũng vậy như vậy. Đấy, thì uh, đây là chiếc RX 350 đấy, 2022 thì chúng ta sẽ có đầu tiên là điểm nhanh qua một vài các cái uh, option nổi bật ở phần bên ngoại thất uh, của chiếc xe này thì chúng ta sẽ có cái mặt uh, ca lăng dạng con suốt nhìn trông rất là đẹp ạ. đấy và uh, chiếc xe này thì chúng ta sẽ được sử dụng hệ thống đèn pha uh, bi led vệ tinh đấy toàn bộ đây là các cái phần uh, giải uh, vệ tinh led nhé quý vị anh chị nhé và cái khả năng chiếu sáng của những chiếc uh, Hệ thống đèn pha công nghệ của Lexus này thì cũng không kém gì những chiếc hệ thống đèn pha LED multi-beam của mercedes đâu ạ. Hệ thống rửa đèn pha tự động này. Nói chung là RX350 là một trong những cái mẫu xe mà có cái form dáng nhìn trông nó rất là đẹp và hiện đại đúng không ạ? Nó là crossover. Khoảng sáng gầm nó cũng rất là cao lên đến 270mm nhé quý vị anh chị. Bộ mâm la răng của chiếc xe này thì là bộ mâm... Đây để em nhìn cái thông số của nó. Hình như nếu em nhớ không nhầm thì nó là 20 inch. Đấy. 20 Đây, uh, 25355R20 Đấy, và cái bộ mâm la răng của chiếc xe này là bộ mâm la răng đa chấu uh, Dạng C nhé quý vị anh chị nhé Dạng C có nghĩa là dạng mạ đấy ạ Đấy, cho nên là chúng ta sẽ có cái màu hợp kim nhôm rất là đẹp Và nếu như mà đi uh, dưới cái trời nắng ấy Thì nó thật sự luôn là một chiếc xe uh, Nó ánh lên nhìn trông nó rất là đẹp, đúng không ạ? Uh, RX350 thì uh, có cái gam màu trắng này là một trong những gam màu gọi là trắng camay Bọn em hay gọi là trắng camay thì nhìn trông nó rất là đẹp bởi vì nó có cái màu ánh nhũ Một chiếc xe lăn bánh có 10.000 km cho nên là từ những cái phần tem Từ lúc xuất xưởng của chiếc xe này vẫn còn nguyên zin nhé quý vị anh chị nhé Rồi là các cái phần chi tiết mạ viền mạ chrome à, Lexus thì bên em cũng làm nhiều rồi Nhưng mà tuy nhiên thì đây là một chiếc xe rất là lướt Và thật sự luôn là duy nhất trên thị trường Đối với một chiếc xe đời cao Nếu như quý vị anh chị nào đang tìm một chiếc xe RX 350 2021-22 Thì đây sẽ là sự lựa chọn rất tuyệt vời đây, giàn lốp nguyên zin tuần thứ 11 của năm 2021, đấy, quý vị anh chị nhé. Và tất cả những cái chi tiết ở bên trong này, từ những phần củng phanh cho đến uh, mọi chi tiết của chiếc xe này còn rất là mới. Uh, phần đèn hậu cũng vậy, phần đuôi xe thì nó thiết kế nhìn trông nó dạng uh, uh, năng động và hiện đại, đúng không ạ? Đấy, theo các cái dần phần giải đèn led chạy theo hình dạng uh, gọi là thác đổ, gọi là lối thiết kế thác đổ. Rất là đẹp, các cái đường gân này, đấy, các đường gân, đường chỉ của chiếc xe này uh, rất là mới luôn và nước sơn zin của chiếc xe này thì em đánh giá là còn đến 100%, không thể tránh được một vài các cái vết xước nhỏ. Đây, trong quá trình chúng ta sử dụng một vài các cái vết xước nhỏ. Cái này thì chắc chắn là bên em sẽ phải spa vệ sinh để làm trả lại cái vẻ đẹp nguyên bản nhất cho chiếc xe. À, phần cốp của chiếc xe này thì nó cũng rất là rộng rãi và thoải mái quý vị anh chị. Đây. À, đây là phiên bản 350 thế cho nên là không phải bản L cho nên chúng ta sẽ không có 7 chỗ. À, ở phần sau này thì cốp rất là rộng, chúng ta có thể để được hai bộ cốp ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ có lốp sơ cua này Lốp sơ cua còn chưa dùng một chút nào luôn nha quý vị anh chị nhé Ta lông vẫn còn nguyên Và còn rất là mới Mới từ những cái chi tiết nhỏ Từ những cái phần nỉ ở bên trong Hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể hiệu chỉnh được bằng điện nhé Toàn bộ là bằng điện hết ạ Bậc để đồ này cũng toàn bộ là ni lông Nguyên bản theo xe Chiếc xe này thì vẫn đang còn bảo hành của chính hãng Là đến hết năm 2025 nha quý vị anh chị nhé Lexus thì có chính sách bảo hành là 3 năm Hoặc tương đương 100.000 km tiếp theo Đấy, rất là đẹp đúng không ạ đây em sẽ lướt một chút cảnh báo điểm mù trên gương này Đấy, rồi chúng ta sẽ có hệ thống mở cửa một chạm bằng cảm ứng trên tay nắm cửa rất là đẹp luôn ờ, nếu như quý vị anh chị nào đang muốn lựa chọn uh, uh, tìm kiếm cho mình một chiếc rx350 mà không cần phải ký chờ không phải chờ đợi thì uh, có thể lựa chọn chiếc xe này uh, ngoài cái việc mà chúng ta tiết kiệm được uh, về thời gian về tiền bạc thì chúng ta lại còn uh, Uh, tiết kiệm được thêm rất nhiều thứ khác nữa ví dụ như là uh, các cái phần uh, gói uh, nâng cấp của chiếc xe này cũng vậy. Đại xe đã được uh, dán phim phủ ceramic và rất nhiều cái bảo hiểm hai chiều đầy đủ hết nhé quý vị anh chị nhé. Đây hàng ghế thứ hai ngồi rất rộng rãi và thoải mái. Nội thất bên trong là nội thất màu nâu da bò. Đây. Từ những cái đường chỉ may cho đến mọi chi tiết của chiếc xe này và nếu như quý vị anh chị có cái cơ hội để trải nghiệm thực tế tại showroom bên em thì sẽ cảm nhận được chiếc xe này là mở ra vẫn còn thơm mùi mới nhé quý vị anh chị. đấy, các cái phần tab lô, tab đi của chiếc xe này cũng vậy. đây, phía sau thì chúng ta sẽ có rèm chắn nắng bằng cơ. đấy, à, dàn điều hòa đằng sau riêng biệt này và chúng ta sẽ có sấy hai ghế đằng sau. À, cửa sổ trời của chiếc xe này thì à, cửa sổ trời đơn thôi. đấy, không phải là panorama như những cái dòng xe Đức hay là những cái dòng xe khác. đấy Uh, ghế lái thì được tích hợp chỉnh điện 18 hướng và có lưu 3 vị trí ghế nhé quý vị anh chị nhé lưu ba vị trí ghế uh, kết hợp giữa các cái phần uh, gọi là bằng vân gỗ thật cho nên là nhìn trông nó rất đẹp và sang đúng không ạ lịch sự thì nó không quá là hào nhoáng về mẻ bên ngoài hay là về bên trong nhưng mà tuy nhiên thì nhìn vào nó thì chúng ta sẽ cảm nhận được là về cái 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 sự hoàn thiện chi tiết và cũng như là cái cách mà người Nhật người ta làm một cái sản phẩm nó rất là gọn gàng nó rất là cẩn thận và tỉ mỉ từ những cái đường chỉ may này đừng chỉ may trên ghế nhé quý vị anh chị nhé. Đấy, nhìn trông nó rất là đẹp luôn. tích hợp chỉnh điện hết này. Đấy, và bậc lên xuống vẫn còn nguyên ni lông, thả nguyên zin theo xe. Đấy. OK, xin mời quý vị anh chị hãy cùng vào bên trong khoang nội thất để chúng ta cùng tìm hiểu về chiếc xe này thêm. Đấy, khi mà đề nổ chiếc xe này lên thì với cái dung tích động cơ V6 3.5 thì rx 350 cho chúng ta một cảm giác rất là êm ái và nó không giống như những chiếc xe Đức. Uh, chạy nó quá là bốc hay là thế nọ thế kia nhưng mà uh, Lexus thì nó đưa lại cho chúng ta một cái sự nhẹ nhàng êm ái và tĩnh lặng thật sự luôn nó là tĩnh lặng là bởi vì tại sao khi mà chúng ta uh, Lexus thì có cái khả năng cách âm chống ồn rất là tốt nha quý vị anh chị nha rất êm luôn rất êm luôn màn hình giải trí trung tâm khổ lớn rồi có kết nối cáp lấy không dây và hệ thống camera 360 nha quý vị anh chị nhá đây camera 360 giả lập đấy uh, có phần uh, gọi là giả lập hình chiếu cho chúng ta để quan sát một chiếc xe mà rõ ràng hơn. À, bảng uh, điều khiển trung tâm thì chúng ta sẽ có phần giải trí thì chúng ta sẽ có uh, Bluetooth, AUX, USB rồi là hệ thống loa là 16 loa giải trí media uh, cái gì nhỉ? ờ uh, Maxlevision. Đấy Maxlevision. Lexus thì thường hay uh, ứng dụng những cái mẫu loa gọi là Maxlevision ở trên những mẫu xe này. Ờ uh, uh, điều hòa tự động hai vùng này, chúng ta sẽ có phanh tay điện tử Auto Hold Uh, sấy xấy ghế đấy làm mát ghế và làm nóng ghế ngoài ra thì chiếc xe được trang bị cả hệ thống sạc không dây nhá quý vị anh chị nhé nút start top engine thì cũng làm bằng phím hợp kim nhìn trông rất là đẹp đúng không ạ toàn bộ cái phần lườn yên ngựa này thì đều được bọc gỗ này đây là bọc gỗ ấy uh, bọc gỗ uh, cao cấp luôn đấy ạ đấy uh, rồi là chúng ta sẽ có 5 chế độ lái eco normal cruise và sport đấy rất nhiều cài cầu này dẫn động bốn bánh toàn thời gian mà uh, hệ thống chuột điện tử Đấy, chuột điện tử ở trên chiếc xe này. Rất là đầy đủ luôn ạ. À. Đấy, rồi là bản đồ map. Đấy, bản đồ map uh, uh, định vị tại Việt Nam luôn. Chúng ta sẽ có một cái vô lăng uh, nửa da nửa gỗ, cầm rất là đầm chắc. Uh, nói chung là những người đi Lexus thì uh, uh, nó sẽ toát lên một cái vẻ lịch sự uh, gọi là mang tính chất chững tràng chững trả. Đấy. Uh, ở đời RX350 thời điểm này thì uh, 2022 chúng ta sẽ có uh, Adaptive Cruise Control này cảnh báo chạch làn đường này và giữ khoảng cách với xe phía trước nhé quý vị anh chị. Chiếc xe của em thì lăn bánh được 12.000 km đầy đủ bảo trì bảo dưỡng định kỳ tại chính hãng thay dầu rồi là hệ thống hắt kính HUD này quý vị anh chị. Đây à, hắt kính HUD này. Đấy, loa là loa Maclay Vision nhé quý vị anh chị nhé. Ở bên đây thì chúng ta có hệ thống đèn pha tự động cốp điện sấy vô lăng uh, cam view 360 Đấy, HUD hắt kính Đấy, rất nhiều. Và cái độ mới của chiếc xe này thật sự luôn là em khẳng định luôn là trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại thì gần như là không có đơn vị nào có được chiếc xe nào nó mới đến như vậy đây số vin này tem số vin này hay là đây tem năm sản xuất 2021 nhé quý vị anh chị nhé có lẽ đây là chiếc xe rất là lướt và mới rồi gần như là không thể nào có chiếc xe nào nó mới hơn được như vậy nữa đấy rồi vì là một chiếc xe bên em mới lấy về thì cho nên là chúng ta cũng chỉ có phần bụi thôi đa phần thì chiếc xe này chắc chỉ vệ sinh qua một chút về phần bên ngoài đây động cơ rất là nhỏ gọn hiện tại thì động cơ đang được nổ máy nhé quý vị anh chị nhé nhưng mà lại rất là êm ái luôn đấy từ những cái phần ốc chân máy này đấy, ốc chân máy ở phía dưới này quý vị anh chị này rồi là những cái phần hèm hay là những cái phần ốc của nắp cabo vẫn còn nguyên zin và những cái phần này thì nó chỉ đa phần là nó dính bụi thôi bụi bẩn thôi bên em sẽ về vệ sinh lại qua một chút quan trọng là keo chỉ mọi chi tiết rồi cũng như lịch sử bảo trì bảo dưỡng định kỳ của chiếc xe này tại chính hãng vẫn đầy đủ và bảo hành còn của chính hãng nhé quý vị anh chị nhé hiện tại thì mẫu xe rx ba Uh, sản xuất 2021, đăng ký 2022 Lướt 10.000 km này thì bên em đang bán với mức giá là 4 tỷ 550 triệu đồng Có hỗ trợ thêm về giá cho quý vị anh chị uh, Và hỗ trợ trả góp trên toàn quốc lên đến 70% giá trị xe Trong thời gian tối đa từ 5 cho đến 7 năm Khách hàng không cần phải chứng minh thu nhập uh, Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị hãy vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng Theo số hotline là 097 209 9992 hoặc là đến trực tiếp showroom bên em tại địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để em Hoàng có cơ hội được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho quý vị anh chị về sản phẩm chiếc RX350 2022 này. Một lần nữa em Đức Hoàng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.